Mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ còn diễn ra đến hết đêm nay, cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá. Và đây cũng là thông tin cuối của 5 phút hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chiều và đêm nay, ở Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 50 đến 100mm và có nơi trên 150mm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn, vùng núi rất dễ xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá. Nếu bà con nghe thấy tiếng răng rắc, ầm ầm, hãy di chuyển ngay đến vùng đất cao hơn. Hãy di chuyển sang một bên hoặc lên dốc sẽ an toàn. Trú ẩn ở tầng trên, gác mái hoặc mái nhà sẽ giúp tăng khả năng sống sót lên đến 12 lần.